Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn chiếc máy bơm 24V 24V 84W dòng sản phẩm bơm không trụ than. Hôm nay thì mình sẽ dùng nó để hút một chiếc giếng khơi độ sâu 3m các bạn ạ. Và đối với máy bơm này thì nó là máy bơm sâu và đầy cao khá là tốt. Và quá để hút sâu được thì các bạn phải sử dụng một cái búp dê giỏ một chiều để chúng ta mồi nước cho nó. Mà chúng ta chỉ cần cắm điện, chúng ta khởi động là nó tự bơm được. Ở máy bơm này thì các bạn có thể dùng nguồn 24V. Đây tôi dùng nguồn 24V 3A đi theo máy này, đi theo hộp của máy để sử dụng máy bơm. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng là hai bình ắc quy 12V đấu đối tiếp. Đây tôi đấu sẵn rồi, thì là tôi sẽ test cho các bạn bằng ắc quy và bằng nguồn. Đây thì máy bơm là được mồi nước sẵn rồi các bạn nhé. Và mình sẽ cắm điện để thử cho các bạn thấy. Đây, máy chạy rất êm. Cái lưu lượng này mình đo rồi. Khi nó hút sâu ở độ sâu 3m dùng nguồn 24V thì cái lưu lượng nó bơm được là 20 lít một phút. Và con này đề cao cũng rất là tốt các bạn ạ. Động cơ này đề cao nó phải trên 10m. Mình sẽ làm một cái video để chứng minh cho các bạn thấy là nó đề cao rất là tốt. Đây, đây là mình dùng với cái nguồn thì theo máy này, mình sẽ kết nối bằng nguồn của ắc quy. Nguồn của ắc quy đây, mình sẽ cắm vào nguồn ắc quy vào thì nó sẽ bơm như vậy thôi. Nhưng mà mình sẽ thử cho các bạn thấy. Yêu cầu bơm này các bạn phải đấu đúng cực âm dương, nếu không đấu sai là máy sẽ hỏng. Đây, nguồn của ắc quy đây các bạn. Rất tốt, hút sâu rất tốt. Đây là mình test ở độ sâu 3m thôi, còn nếu độ sâu khoảng 5m thì mình nghĩ rằng nó sẽ hút được với điện áp là 24V. Bởi vì là điện áp 12V thì mình thử thì nó vẫn lên các bạn. 12V và 3m thì nó vẫn lên. Đó, dùng đi. Đấy, các bạn thấy không? Tiếp theo là mình sẽ kết nối với lại một chiếc vòi hoa sen trực tiếp vào đường ra của máy bơm xem là nó khỏe như thế nào. Đó là một mình làm video này rất là khó lắm. Bạn thông cảm cho mình một chút. Đây ạ. Mình đang sử dụng cái vòi hoa sen đây ạ. Các bạn kết nối vào nha các bạn nhé. Các bạn chờ mình một thời gian khoảng 30 giây. Để mình kết nối xong mình sẽ cho các bạn xem tiếp. Mình đã nối xong, các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Rất khỏe luôn. Đây, cái này mà vòi than tắm thì nó quá mạnh rồi, không thể chê vào đâu được rồi các bạn ạ. Đấy, tuyệt vời không? Mình quay giỏ cho các bạn xem này. Con này thì chúng ta thiết kế cho vòi tắm, cho máy giặt để bơm nước sinh hoạt để chúng ta sử dụng rất hợp lý. Đặc biệt đối với những cái nơi không có điện là chúng ta phải dùng đến bình ắc quy. Nó khá là tiết kiệm điện. Hút giếng khơi rồi là bơm nước ao hồ sông suối. Quá chứ là ok đối với dòng bơm không trừ than này. Dòng bơm không trừ than này thì các bạn cũng lưu ý cho mình là một đó là sử dụng đấu phải đúng cực âm dương, mà thứ hai đó là cái giá thành của nó so với động cơ trừ than thì nó sẽ đắt hơn và kích thước của nó sẽ nhỏ gọn hơn. Cái tốc độ vòng của motor không trừ than nó còn lớn hơn so với động cơ trừ than. Này tám thế này rồi. Không còn gì chê luôn. Dòng điện ra này. Đấy, và clip này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào các bạn.